Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chiếc loa kéo có kích thước lớn nhất hiện nay. Đây là chiếc loa kéo có trọng lượng lên tới 65 cân. Chiếc loa này có chiều cao gần 1 mét và các kích thước còn lại là 53 phân x 53 phân, rất là lớn. Phía sau này chúng ta sẽ có phần cắm điện và đây là thông số của chiếc loa này. Loa sử dụng 2 ắc quy 12V, tổng dung lượng là 40 Ah. Công suất loa lên tới là 4000W. Và loa này có khả năng phát nhạc từ Bluetooth cũng như là các đường vào như USB hay là AUX. Đây là bảng điều khiển của chiếc loa này. Đi kèm là hai chiếc micro giúp chúng ta có thể hát karaoke trực tiếp. Chúng ta sẽ bật công tắc nguồn lên. Tại đây thì các bạn có thể kết nối Bluetooth để nghe nhạc luôn, hoặc là nghe nhạc qua các cái cổng đường vào AUX cũng như là qua cái USB cắm trực tiếp vào đây. Trên này cũng có các cái hệ thống cầu chì này và các cái nút bấm điều khiển hay các cái núm vặn về volume mic hay là điều chỉnh về âm thanh trầm bổng vân vân. Có rất nhiều cổng kết nối về micro rồi kết nối âm thanh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thử để xem chất lượng âm thanh của chiếc loa kéo này như thế nào, liệu nó có to hay không. Chiếc loa này tổng cộng có 4 loa, trong đó có một loa còi, một loa check, một loa trung 20cm và một loa trầm 40cm. Dưới đây là loa trầm, loa trống 40cm này. Trên này là loa trung, còn loa check ở phía trong này. Điều rất là to. Với chiếc loa này thì chúng ta có thể sử dụng ở các cái quán bia hay là những cái không gian rộng để có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.